Từng bước chân thảnh thơi. From morning to the night, we start from the 9 o'clock until 10 o'clock in the afternoon. We have a different session teaching you how to maintain the happiness, how to discover your true nature, how to live by yourself, and how to enjoy the happiness. Nay quý vị có được an lạc không? Sáng nay thì thường thường á, chúng ta đã quy ước với nhau kể từ ngày hôm nay là chúng ta sẽ dành ra 3 phút hoặc là 2 phút một mời một vị nào đó ở trong số học giả ngồi đây sẽ tóm tắt lại những cái gì bài học trước để chúng tôi chắc chắn là quý vị đã nắm rõ. Thế thì sáng nay là cái đề tài này là do sư Giác Điệp nói về cái phim có tác giả, có đạo diễn, có diễn viên, có khán giả, rồi cũng từ nơi đấy mà chúng ta quay trở lại ôn bài và chúng ta hiểu được thêm một chút xíu nữa. Mỗi ngày học chút thôi, nhưng mà nương vào cái cũ để học cái mới. Thế thì bây giờ đó, có vị nào sáng nay có mặt đó xung phong nói tiếp cái bài giảng hồi sáng, xin mời vị nào hồi sáng này có mặt. Sáng nay có ai có mặt? Chị cô có mặt không? Có mặt. Vậy có hai vị kia. Thầy, tôi phải giảng luôn. Không, quý vị lên nói chúng tôi mới biết là quý vị hiểu được tới đâu. Tại vì càng ngày nó càng khó, mà khi đưa tới cái phạm trù mà nó gọi là lý luận về Phật học á, tức là Buddhist logic á, rất là khó. Nếu quý vị không nắm được cái căn bản, chúng tôi phải chạy tìm cái cách khác để đưa vào trong cửa. Còn không có thì nó không ích lợi gì hết. Giờ cái hiểu của mình không ăn thua gì, không ăn thua gì. Bây giờ đó hiểu như thế nào thì xin mời lên đây một phút cũng được. Nó ở giờ con hiểu dạy nha. Suốt mấy ngày hôm nay thì mình mới bắt đầu mình xây dựng ngay từ cái hiểu đó để mà mình phá vỡ cái kết tắc. Tại vì đi học ở đây chúng ta không phải là học hết tất cả tam tạng kinh điển, đời mình ngắn quá,
tâm tại kinh điển học cầu cả đời chưa hết, mà bây giờ mình muốn ở liễu ngộ để mình thoát những cái đau khổ ở trong kiếp này, để rồi mình có thể về cõi cực lạc, rồi kiếp sau mình tu nữa hay như thế nào đó, thì bây giờ mình phải hiểu. Mà bây giờ chúng tôi cứ giảng hòa mà chúng tôi không biết quý vị nắm được tới đâu thì cái đó lỗi của chúng tôi. Nói về mặt giới luật thì cái đó không được phép. Giảng cho người ta phải có lợi lạc cho chúng sanh, Phật nói rõ ràng như vậy. Người hoằng pháp phải có lợi lạc cho chúng sanh. Nếu mặc dù giảng theo chánh pháp mà nếu không lợi lạc cho chúng sanh thì không được phép. Thế thì cứ lên nói cái gì rồi xin mời. Thì bây giờ xin mời lên mấy phút cũng được. Con cũng chưa có. Không sao không sao. Thầy cứ biết cái gì thì nói cái này. Biết cái gì nói cái đó được rồi, cái đó là rất quý. Thưa thầy, thưa quý bác, thì hồi sáng thì sư Giác Niệm nói về phim, khi mình đóng phim thì ở trong đó có tác giả, có đạo diễn, có diễn viên, có khán giả. Rồi thầy thì nói tác giả trong cái phim đó thì tác giả là cái tâm của mình. Cái tâm của mình là tác giả, mình là cái chủ động. Đạo diễn thì thầy nói đạo diễn là cái nghiệp của mình. Thì trong cái nghiệp đó thì thầy nói nó có cái ý, cái tác ý của mình, rồi từ cái tác ý đó mình ra, rồi mình hành động ra. Và cái thức thứ 8 là cái thức a la gia thức, thì nó những cái gì đó nó đều thu vô cái trong cái a la gia của mình. Rồi căn trần cũng là một yếu tố đóng góp trong cái phần nghiệp là sắc tâm. Con cũng không hiểu lắm sắc tâm, lát thầy bổ túc thêm. Rồi còn diễn viên thì là pháp trần, trong đó có hữu hình và vô hình. Rồi khán giả thì là cái người xem cái phim đó, thì khán giả là do năm uẩn của mình, sắc thọ tưởng hành thức. Rồi thầy cho thí dụ như người A khi chết rồi cái kiếp sau họ cũng là người A, nhưng mà người A này đó thì do cái nghiệp thức gì đó, người A với người A thì có khác nhau hay không, thì cũng là người đó, nhưng mà người A này đó là có thêm cái vọng tưởng của người đó thì do cái nghiệp của người đó. Con nghĩ hai người này cũng là một người, nhưng mà nó hơi khác một chút là người A sau này do cái vọng tưởng với cái nghiệp. Rồi ngã này đó là từ đâu mà có ngã, là do 12 nhân duyên, và cái quan trọng nhất là vô minh. Trong 12 nhân duyên có vô minh, hành, thức, danh, sắc, thì cái vô minh là đóng vai trò quan trọng, thành ra mình mới bị sanh ra đời và có sanh có tử. Rồi thầy nói trong cái 12 nhân duyên á, trong đó có bát chánh đạo rất là quan trọng, mà chánh kiến này đó không phải là cái thấy đúng mà là cái thấy như thật. Thưa thầy vậy thôi. Mô Phật, xin quý vị cho đặt vào tay đi chứ. Quá đúng phải không sư Giác Niệm? Hay quá. Sư cô nói còn hay cả sư hơn sư Giác Niệm nữa. Sư Giác Niệm sáng nói một chút. Nào, thế thì hồi nãy có cái thắc mắc được trong tâm này nè. Chính vì quý vị nói thì chúng tôi mới biết được. Còn nếu quý vị không nói thì không biết được đâu. Sắc tâm có nghĩa là khi căn dần giao thoa dần đã thức. Căn thì đối với sắc. Mà sắc chính là tâm chính là sắc. Cho nên nó sắc tâm đây thực sự ra sắc là do duyên, mà tâm cũng do duyên. Cho nên hai cái đó đều là hữu hiện không thật. Cho nên sắc tức là tâm tức là sắc. Và hai cái này nó như cái vòng tròn đó. Sắc nó làm thực phẩm cho tâm làm thực phẩm cho sắc. Thiết hình. Vì có tâm cho nên nó mới tạo cái sắc như vậy. Vì ưa thích tượng Phật kiểu đó cho nên mới khắc ra cái tượng Phật như thế này. Và vì khắc lên cái tượng Phật trên nền khởi tâm cung kính theo cái kiểu đó. Thế nó cứ chạy vòng vòng vòng. Khán giả là năm quẩn.
Tại vì chúng ta cứ nghĩ là chúng ta đang xem cái tánh tuồng, mà thực sự ra năm uẩn nó tác động, chứ không phải là thực tế là ta. Người chấp ngã biết rằng không biết rằng ngã là không thật, cho nên mới rớt vào trong sanh tử. Tại sao vậy? Tại vì hãy có ngã thì có khao khát, có một cái khao khát là ái thủ mà. Ngã thì lúc nào cũng dính ngã sở, rồi ái ngã, thủ. Cho nên đó, cái ái thủ đó, nó làm cho cái ngã nó có cái khao khát là phải thực hiện cái khao khát đó cho nó hoàn chỉnh cái khao khát. Thí dụ như một người cư sĩ thì họ khao khát giàu có, kiếp này không giàu thì họ phải ráng kiếp sau đó, họ quay trở lại họ làm cho có tiền. Cho nên cái khao khát nó cứ xoay hoài, cái khao khát đó, là cái ái cái thủ. Mà tại sao nó không biết rằng ngã không thực, là tại vì nó rớt vào trong cái thập nhị nhân duyên, vì nó vô minh. Vô minh sinh hành, hành sinh thức, cứ như thế mà nó xoay, cho nên sinh ra sanh tử. Tại sao nó không biết vô minh? Vì nó ái thủ. Ái nè. Thủ. Trong kinh Nikaya, Đức Thế Tôn nói rất rõ vô minh. Vì ái, chỗ nào có ái thì có vô minh. Mà hỏi vô minh thì Đức Thế Tôn nói luôn ở trong Đại Trí Độ Luận. Khi Đức Nữ hỏi Đức Phật về vô minh, Đức Phật nói nó giống như là Nguyễn Sư, người ảo thuật gia, không có thật. Hãy có ái thì mới có vô minh. Nếu không ái thì sao? Vô minh chỗ nào xuất hiện? Tại sao có ái? Tại sao có ái? Ái là mới sanh thủ chứ. Tức là có ngã, ngã sợ, rồi mới ái cái đó. Ưa thích cái đó, ưa thích chùa, ưa thích xe, ưa thích chồng, ưa thích vợ, ưa thích nhà, ưa thích cửa, ưa thích cả cái áo cà sa nữa. Sáng nay chúng ta học rồi, ông sư á, mà ông ưa thích cái áo cà sa thì ông bị hóa làm con rận để giữ cái áo cà sa. Cho nên đừng có nói là cư sĩ mà thoát không thoát rồi tu sĩ thoát, tu sĩ cũng rớt. Ưa thích kéo cà sa hóa làm con rận ở trong kinh Pháp Cú. Thế thì cái ái mới đưa tới cái thủ. Thì vô minh nó tạo nên nó yếu tố, nó tạo nên những cái yếu tố tạo nên vô minh, cho nên cứ sanh tử luân hồi. Thế thì vô minh, muốn diệt vô minh thì làm sao? Bây giờ chúng ta biết đầu mối là vô minh trong thập nhị nhân duyên rồi. Và muốn diệt vô minh để thoát ly sanh tử chứ gì? Hãy thấy được hết vô minh thì hết thức, căn trần, mặc kệ, giao thoa thì thông dâm tự tại chứ gì? Ý không có nữa, cho nên hành vẫn hành mà. Chỉ có nhân quả mà không có rớt vào trong cái thập nhị nhân duyên, cho nên không có tạo nghiệp. Mà hãy không có ý, không tạo nghiệp thì dứt sanh tử. Muốn sanh thì sanh, muốn tử thì tử. Tại vì sanh tử chẳng qua là cái gì? Sanh nè, sanh tử nè. Sanh này do đâu mà có sanh? Giờ này chúng ta học cho tới ngày hôm nay chúng ta biết rồi, sanh là duyên. Đủ duyên thì nó hiện ra, gọi là sanh. Hết duyên thì nó rã đi thì gọi là tử. Chết chỗ nào, sống chỗ nào? Còn chỗ nào, mất chỗ nào? Chẳng có chỗ nào còn, chẳng có chỗ nào mất. Bởi vậy ở trong kinh Bát Nhã Tâm Kinh mới nói: sắc tức thì không, không sức tỷ thì sắc. Chúng tôi lấy cái quyển kinh ra, tôi đối chiếu thì tôi nói cho quý vị nghe. Đối chiếu là có nhiều vị đây, thầy nói cũng dựa theo kinh. Giờ lấy kinh đối chiếu không, cho quý vị được yên tâm. Tại vì nhiều lúc đó, có nhiều quý vị khiếu nại, nói thầy Minh Tâm giảng không thấy cầm kinh sách, nói lìa kinh, tức là ma giảng. Bữa nay thầy lấy kinh ra ha, Bát Nhã. Xá lợi tử, sắc bất gì không, không bất gì sắc. Sắc tức thì không, không tức thì sắc. Thọ tưởng hành thức diệt phục chung thị. Sắc chính là không, không chính là sắc.
Đây là quyển Thiền Môn Nhật Tục ha. Để trước đây cho cái màn hình thấy rất rõ ha. Tức là thầy không có lấy quyển sách khác nha, lấy đúng quyển sách Thiền Môn Nhật Tục. Đây, 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 kinh sách rõ ràng ha. Để cho cái màn hình thấy rất rõ. Không có nhiều Phật tử lại nói thầy chuyên môn giảng mà không dựa vào kinh sách. Trang 164 ha. Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Sắc chính là không, tướng chính là tánh, tánh chính là tưởng, không có khác. Sắc đây không phải là có, sắc là những yếu tố vô duyên sanh tạo nên những cái biểu hiện ra bên ngoài. Tánh là những cái từ không, không có gì. Cái diệu dụng của cái thức, tức là nó như sóng với nước. Bình thường nó chỉ là nước, hễ có duyên thì nó thành sóng. Cho nên sắc tức thị không, tức là tướng không lìa tánh mà tánh không lìa thì tướng, tánh tướng đều như nhau. Thì chư pháp không tướng bất sinh bất diệt bất cấu bất tịnh bất tăng bất giảm. Chư pháp, tất cả các pháp đều là không tướng. Thấy nó như vậy nhưng mà nó không có thực tướng, tại vì nó do duyên sanh. Ở trong bài kinh Vô Ngã Tướng là bài kinh thứ nhì Đức Thế Tôn thuyết, sau cái bài kinh Tứ Diệu Đế Đức Thế Tôn nó nói các pháp không có tướng, không có cái ngã tướng ở trong đó. Biểu hiện ra vì duyên sanh, duyên sanh thì thể hiện là như thế thôi. Cho nên không có dơ, không có sạch mà cũng không sanh không diệt. Bất sanh bất diệt. Trong kinh nói rất rõ này. Bất sanh bất diệt. Nếu bất sanh bất diệt tức là không sanh không tử thì ai nói sanh nói tử đâu? Tại sao có người chết thì khóc như mưa? Lạ vậy. Bố chết khóc như mưa. Chồng chết khóc như mưa. Vợ chết khóc như mưa. Bất sanh bất tử. Sanh chỗ nào, tử chỗ nào. Rồi khóc như vậy thì hậu quả như thế nào? Rớt vào trong A-lại gia thức. Ái thủ. Và thấy rằng mất còn. Thấy có ái thủ thì thấy có mất, có còn. Mà mất còn tức là nó thúc đẩy vào trong cái lại gia thức để cho tác động ra cái ý là khao khát muốn được trở lại. Tôi mất cái ông chồng đó, tôi thương quá. Thì kiếp sau tôi đi kiếm ông nữa, làm vợ ông đó nữa. Ở đây chỉ có hai người đàn bà, ba người đàn bà thôi. Giờ quý vị này có muốn kiếm lại ông chồng cũ không? Chồng hiện tại đang sống này. Kiếp này anh sống với em quá hạnh phúc, chu đáo lo cho em hết mọi chuyện. Kiếp sau em nhất định phải quay trở lại làm vợ anh nữa. Đấy. Cái nào tác động? Ái thủ. Còn mất. Thương tiếc. Tất cả cái đó sắc tức tâm tức sắc rớt vào trong A-lại gia thức cho nên tác ý. Giờ này quý vị rõ chưa nào? Sau 2 tuần nữa quý vị mới thấy cái quy trình. Cho tới giờ này quý vị mới thấy cái tác ý để tạo ra nghiệp nó kinh khủng như thế nào. Mà nếu bây giờ nói là quý vị không hiểu đâu, nếu quý vị không theo những cái buổi trước. Thế thì sanh vô duyên. Mà tử cũng vô duyên. Duyên sanh thì duyên diệt. Sanh chỗ nào, tử chỗ nào. Bởi vậy những người mà ngộ đạo thì người ta nói sanh như mặc áo, mà tử như cởi áo ra. Mặc áo dễ không? Cái anh chàng dưới kia gọi vậy chứ mặc áo nói dễ lắm chứ, nhưng mà vợ chết thì cũng khó lắm hả? Vâng. Tiếc của người vậy. Phải không? Tại sao vậy? Thực tế tại sao mình biết rằng sanh là do duyên mà tử cũng do duyên nhưng mà vợ chết thì vẫn tiếc? Tại sao? Cái tiếc nó từ đâu? Đừng nói là vô minh, biết rất rõ là duyên sanh duyên diệt. Nhưng mà chết vẫn tiếc, vẫn thương, vẫn nhớ. Tại sao vậy? Tại sao biết rằng ngã là không có, sanh tử là do duyên sanh duyên diệt,
và biết rằng là mình không có vô minh, người có thông tuệ, học mấy bữa nay biết hết rồi, nhưng mà vợ chết bảo đảm vẫn nhớ, vẫn buồn, khóc thì không khóc đâu, nhưng mà vẫn buồn. Tại sao vậy? Tại sao đưa người ta không đưa sang sông mà sao có sống ở trong lòng? Cái buồn nó từ đâu mà ra? Cái buồn nó do căn trần hàng ngày giao thoa, gặp nhau nghe nói, nhìn mặt, thấy chưa? Ăn uống cùng nhau, chia sẻ ngọt bùi, căn trần giao thoa thì nó tạo ra cái gì? Tạp khí, quân tập. Cái tạp khí nó là quân tập thì nó tạo nghiệp, nó là thức ăn của nghiệp. Vì rõ chứ nè. Cho nên không tránh được. Bây giờ có tu kiểu gì, ngồi thiền kiểu gì mà vợ chết rồi thì vẫn khóc 3 ngày. Không khóc ra, nước mắt thì cũng khóc ở trong lòng. Tự nhiên trong nhà đang có 2 người. Người nấu cơm, người nói chuyện ấm cúng, tự nhiên một người chết đi, nó trống vắng một cái khoảng trống, phải không? Rõ ràng. Tâm sinh lý và vật lý mình thấy nó thiếu một cái khoảng trống, thì cái khoảng trống ở đâu mà ra? Dẫu là mình có trí tuệ, dẫu là mình thấy sanh tử là nhân duyên, biết rất rõ, trong lòng biết sanh thì tử, chuyện đó bình thường, nhưng trong lòng vẫn buồn. Tại sao vậy? Cái gì làm cho mình buồn? Hàng ngày nó tạp nhiễm vô mà mình không biết đâu. Rất là vi tế. Cái ái này rất là vi tế. Một miếng cơm, miếng nước, một lời nói cũng trở thành ái. Cái ái này nó có 2 chiều chứ không phải 1 chiều đâu. Ái thuận và ái nghịch đó. Ái thuận là nghe người ta nói rồi chạy theo. Ví dụ bà xã nói sao anh bữa nay anh làm cái việc này hay quá, nghe thích quá. Bà cự lại mình đó, mình đi ngược chiều lại. Cái đó cũng là một loại ái. Nếu không có ngã thì ái ở vướng chỗ nào? Đó nè. 2 chiều hết, thuận và nghịch. Kể cả bà nói lên cái lời mà chỏi lại mình đi cho nữa, mình nói nghịch ý mình thì cũng vẫn dính ái trong đó. Nếu không có ái thì hà cớ gì thấy nó nghịch hay thuận. Nếu không có ái cái đối tượng, thế này, đối cái ái này trống không à? Tôi yêu cái khoảng chân không à? Tôi phải yêu cái đối tượng. Cho nên nó ở trong tứ diệu đế, Đức Thế Tôn mới nói khổ. Và trong cái khổ đó, ghét gặp nhau hoài cũng khổ. Đây nè, ái nè, tức là nghịch. Thương mà chia lìa cũng khổ thì cũng ái nè. 2 chiều, thuận nghịch. Đều rất bị ái. Ái tạo nên vô minh. Diệt được vô minh bằng trí tuệ. Tại vì hễ chỗ nào có vô minh thì không có trí tuệ. Chỗ nào có trí tuệ thì không có vô minh. Nó như bóng tối và ngọn đèn. Trí tuệ là ngọn đèn, nó soi sáng bóng tối. Cho nên chánh pháp của Đức Như Lai là ngọn đèn sáng. Vô minh là tâm chúng sanh. Khi ánh sáng của ngọn đèn chánh pháp của Đức Như Lai soi tới thì cái vô minh nó mất. Không, từ từ, đừng nóng, chứ gì hết rồi. 1 phút tới Niết Bàn, phải không? Mì ăn liền, phải không? Bát chánh đạo, Đức Thế Tôn nó khổ tập diệt Niết Đạo. Nhưng mà bát chánh đạo này khởi đầu bằng chánh kiến. Chánh kiến là gì? Nhìn cho đúng ư? Nếu nói nhìn đúng thì có nhìn sai, phải không? Tức là có đối đãi. Mà có đối đãi là có đối tượng. Đối tượng thì lại kẹt là thuật nghịch nơi ái. Thì làm sao có chánh kiến? Chánh kiến là nhìn như thầy, nhìn cái sự việc nó rõ ràng như vậy mà không có cảm xúc, không cảm thọ, không dính mắc, không phân biệt, không đối đãi, thì cái đó gọi là chánh kiến. Chánh kiến là nhìn rõ ràng sự việc nó như vậy mà không thêm, không bớt, không có cho cái cảm thọ của mình nó đi vào. Thấy sắc biết là sắc rất rõ ràng. Thấy bức tượng biết là bức tượng không sai. Không có thể lầm lẫn nói nước bức tượng đó
là Đức Phật. Không có. Biết đây là hình tượng chứ không phải là Đức Phật thiệt. Tôi vẫn lại tại vì tôi nhớ ơn Ngài đã khai thị cho tôi, mở cái tâm của tôi. Tôi cung kính tôi lại để tôi quay trở về, nương vào cái hình tượng đó để quay trở về với cái Phật tâm của chúng tôi. Chứ tôi không nói là ông đó là ông Phật, xi măng đàng hoàng mà, xi măng sơn lên mà. Mà đó tâm của người hành giả đó, ông cái người chủ cái thiền viện này ưa thích kiểu đó cho nên kêu người ta làm ra bức tượng kiểu đó. Quý vị rõ chưa? Mà nếu tôi không dính mắc vào cái hình tướng bề ngoài thì tôi đi tới cái chùa Việt Nam, tôi đi tới chùa Thái Lan, đi tới chùa Tây Tạng thì Phật nào tôi cũng lại, tôn tượng của Ngài tôi đều lại, tại vì nương vào đó để tôi quay trở về với cái tánh của mình. Mỗi lần tôi quỳ xuống lại là lập tức tôi nhớ ngay cái tánh của mình. Ta đang lại. Chứ tôi không có nói tôi lại Phật. Tôi đang lại để quay trở về với cái tự tánh của mình. Mình lại biết mình đang lại. Biết rất rõ ràng là tượng Ngài Bổn Sư không sai. Nhưng cũng biết rằng trong tâm có Phật. Và tôi cũng biết rất rõ ràng tôi lại bức tượng như vậy để quán chiếu nơi nội tâm của mình, chứ không phải lại như vậy để cầu phước, không lại như vậy để cầu giải thoát, không lại như vậy để cầu trí tuệ. Đức Phật dạy, nếu kẻ nào mong cầu Đức Phật ban cho cái gì, hỏng à? Có hai loại. Một loại Đức Thế Tôn gọi là những người phi chân nhân. Một loại Đức Thế Tôn gọi là chân nhân ở trong kinh Nikaya. Phi chân nhân là gì? Phi chân nhân là nói rằng Đức Thế Tôn lìa cung vàng điện ngọc, bỏ vợ đẹp con khôn đi tu. Đức Thế Tôn có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Đức Thế Tôn khám phá ra chân lý nhiệm màu để cứu độ chúng sanh. Cái loại người đó Đức Thế Tôn gọi là loại người phi chân nhân, tức là người không chân chánh. Quý vị thấy chưa nào? Kinh khủng chưa? Tán thán mà bị rầy đó. Còn cái loại người chân nhân, Đức Thế Tôn nói sao? Chân nhân thực sự là những cái người đem những cái giáo điều của Đức Thế Tôn ra mà hành trì trong cuộc sống hàng ngày. Đức Thế Tôn nói bỏ tham thì tham, bỏ sân thì bỏ sân, bỏ si thì bỏ si. Những loại người ấy Đức Thế Tôn là mới gọi là con Phật, tức là chân nhân. Cũng như thế, có hai loại tán thán Như Lai. Một loại là phàm phu tán thán Như Lai, và một loại người chân chánh tán thán Như Lai. Người phàm phu nói Đức Thế Tôn có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, vân 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 vân. Đức Thế Tôn nói loại người ấy là loại người phàm phu tán thán Như Lai. Còn người thực sự chân chánh tán thán Như Lai là con Phật, là đem những cái lời Đức Phật dạy hành trì trong cuộc sống, làm lợi mình lợi người. Lợi mình lợi người. Mỗi một ngày mình cảm thấy mình được hạnh phúc và người ta cũng được hạnh phúc. Thì loại người đó Đức Phật gọi là những kẻ chương chánh, tán thán Như Lai. Là hành trì những cái điều Đức Phật dạy. Còn nếu không có thì giống như cái mũ múc canh, nó múc hết tô này tới tô kia. Mà nó không có dính gì hết. Hoặc giả như cái người bank teller, cái người mà đếm tiền ở trong ngân hàng, đếm cả bạc triệu nhưng mà vẫn nghèo. Tại vì tiền của người khác. Cho nên quý vị đến đây, quý vị nghe, mà nếu quý vị không hành trì thì cũng không được cái lợi gì hết. Đạo Phật đến để tìm hiểu và hành trì. Giảng xong vỗ tay hoan hô đấy, hay quá, về hỏi biết gì không, không có hành trì không, cũng không. Bước ra khỏi cửa chùa thì phiền não còn y nguyên. Tu như vậy chắc chỉ tới được Tây Ninh, không tới Tây Phương nổi. À, quý vị, rõ ràng. Thế thì chỗ nào có trí tuệ chỗ đó hết vô minh. Trí tuệ và vô minh là hai đối thủ. Tạm thời tôi cứ nói vậy đi. Chỗ nào có ánh sáng thì không có bóng tối, chỗ nào có bóng tối thì không có ánh sáng, chỗ nào có vô minh thì không có trí tuệ. Cho nên á, đạo Phật là đạo có trí tuệ. Mà Kinh Kim Cang á, là gì? Kinh Kim Cang là dùng trí tuệ chặt đứt đi phiền não, chặt đứt đi vô minh. Và muốn có cái trí tuệ để diệt đi những cái vô minh thì nó phải có chánh kiến. Nhìn rõ,
Làm sao nhìn rõ nếu không thực hành? Làm sao nhìn rõ? Phải thể nghiệm, phải sống. Có sáu cái thứ nó làm cho chánh kiến trở thành tà kiến: tham, sân, kiêu mạn, ngu si, tà kiến, nghi. Tham là cái gì? Có nhiều người đây, sư minh tâm nói tham là còn hoài. Con tới còn nghe pháp của sư, sư cứ nói tham nghe pháp. Tham nghe pháp cũng là tham. Tại vì trong đó khởi lên tác ý. Tác ý thì tạo tạo nghiệp. Sư có phát nguyện rồi, kiếp sau quay trở lại đây giảng tiếp. Quý Phật tử có quay trở lại đây nghe nữa không? Lắc đầu không? Vậy là khôn ngoan. Quay trở lại đây nghe là lỗ vốn đó. Không, kiếp này đi luôn, đi về cõi Phật luôn. Không, tu kiếp này là chẳng biết. Còn tu kiếp này mà quay lại là kẹt. Có một lần ngày ba vua, Đức vua Ba Tư Nặc đãi tiệc chay đông, Đức Thế Tôn ngồi kế bên ngài Xá Lợi Phất. Ngài nhìn thấy có một đàn kiến. Đức Thế Tôn gọi ngài Xá Lợi Phất: này, cái đàn kiến đây này, nó mấy trăm kiếp rồi, chỗ nào có Phật thì hiện ra là nó cũng u chung quanh này. Nó không đi được, nó cứ luẩn quẩn trong đó hoài. Tại sao? Tại sao nó không đi được? Rồi quý vị cũng nghe câu chuyện là có một ông già 500 năm kiếp trộn đó. Ông trả lời, ông cũng là thiền sư, mà ông trả lời trật một câu, ông bị đọa là 500 kiếp trộn. 500 kiếp làm trộn, không thoát. Người ta tới hỏi ông cái chữ bậc đại trí đại giác có thoát cái nhân quả hay không? Ông nói có, tức là không dính tới nhân quả nữa. Là cái chữ ngu si này nè, si, không thấy rõ được thực tướng, cho nên không có chánh kiến, rớt làm trộn 500 kiếp. Cho tới khi gặp Tổ Hoằng Nhẫn, Tổ Hoằng Nhẫn mới nói vậy thì ông hỏi thật đi. Kim già ông hỏi thì Tổ nói: bậc đại trí đại giác không mê lầm sanh tử, không mê lầm nhân quả, bất muội nhân quả, không mê lầm nhân quả, biết rõ nhân quả, chứ không phải là thoát. Có nhân thì có quả nhé. Chúng ta học hôm trước rồi, chúng ta biết nhân quả. Nhân thì sanh quả, rồi trong quả lại có nhân. Từ nhân sanh quả nó phải có ngũ duyên. Không có đủ duyên thì nó không thành quả nữa. Kiếp trước tiền kiếp mình có tặng cái nghiệp ác đi chăng nữa, nhưng mà kiếp này mình đoạn cái duyên ác, không tạo nhân ác nữa, mà chỉ tạo thiện thôi, thì chưa chắc nó đã trộn. Có một cái hạt nhân, nhưng nếu không quán nước, không tưới phân, không bỏ dưới đất thì có thể nó chết. Nhưng ở trong kinh Nikaya, Đức Thế Tôn cũng dạy rất rõ: khi người nông dân bỏ cái hạt giống nó xuống, bỏ nước, bỏ phân, tưới nước, chăm sóc, rồi tới khi nó bắt đầu nó nảy mầm lên, cái nhà nông nó đứng ở trên bờ và nói rằng: thôi các ngươi từ nay đừng mọc lên, đừng có nảy mầm. Cái cây nó có nghe không? Không nghe. Cũng như thế, khi chúng ta tắc ý tạo nghiệp rồi chúng ta bảo không được, đừng có trổ, nó vẫn trổ. Mà nghiệp đến thì ngài Mục Kỳ Liên còn phải bị ném, bị đập nát thay ha, nhừ xuống. Phật còn nhức đầu 3 ngày, ăn lúa ngựa nữa.
quả rõ ràng, không mê mờ. Cho nên dẫu là có chứng đắc đi chăng nữa, tức là vượt qua cái nghiệp, thì nhân quả nó là cái chuyện khác, nó có dính gì tới cái nghiệp. Nghiệp là phải có tác ý, nhân quả thì trả. Dứt nhân trả quả thì nó hết thôi. Cho nên mới nói Bồ Tát nó sợ nhân, tại vì còn nhân thì còn sanh quả, cho nên không tặng nhân nữa. Còn hãy có tác ý thì tạo nghiệp. Nào thế thì tham, tới đây nghe pháp cũng là tham nghe pháp. Nghe mà không khởi tâm tham thì không có dính mắc. Tới đây hoan hỷ, thích nghe thì thôi không tham. Được cũng được mà không được thì không sao. Nghe thuận lỗ tai thì cũng tốt, mà nghe không thuận lỗ tai thì cũng xả. Tại vì khi quý vị tham nghe pháp thì lập tức nó khởi lên, có đối tượng, có ngã, có pháp để nghe, có cái pháp để nghe, quý vị dính mắc hết. Và trong đó thế nào, 10 điều mà giảng sư nói, quý vị ưa thích 3 điều thì 7 điều cũng không ưa. Tức là cái tâm của mình khởi lên cái tâm chống trái và cái tâm ưa thích. Ưa thích hay chống trái thì đều có tác ý kẹp. Cho nên cứ thông dong, coi như đi ăn nhà hàng tới nghe, không chống trái. Ưa thì ưa, không ưa thôi cũng không quan tâm. Đấy, giảng sư nói trúng cũng được, giảng sư nói sai cũng được, cũng không quan tâm. Tất cả những cái điều chúng tôi nói cho quý vị như thế này đó, nó đều nằm trong kinh điển, nhưng mà kinh điển quý vị học hết rồi, nó không ích lợi gì hết. Chúng tôi nói như thế này để cho quý vị tự điều cái tâm của mình. Trong mỗi cái lời giảng sư nói, trong mỗi cái buổi học, quý vị nghe, quý vị khởi tâm ưa thích hay là ghét, hay là không bằng lòng, thì quý vị quán chiếu ngay ở trong cái tâm của người hành giả. Cái ưa thích, cái không ưa thích, cái bằng lòng, cái không bằng lòng, từ đâu có phát sinh, cái chỗ đó mới là tu. Và chỉ cần quý vị quán chiếu được rồi thì mấy cái này mất đi, chẳng ăn thua gì hết. Sân, vì có tham cho nên có mất, có sân. Ai đụng tới cái gì của mình này, ngã này, ái thủ này, có tham mới có sân. Không tham thì sân không thế nào. Rồi kiêu mạn, ngu si, tà kiến, nghi, tất cả những cái thứ này, sáu cái thứ này làm cho chánh kiến nó xa lìa. Chúng tôi có đi sâu vào trong bát chánh đạo đâu, tại vì nó không có nằm trong cái mục đích của cái nghiệp. Nếu muốn thì bữa nào chúng ta học riêng về cái bát chánh đạo, quý vị sẽ thấy cái nhiệm màu của bát chánh đạo. Nhiều người cứ nói bát chánh đạo là chánh kiến, chánh tư duy, suy nghĩ đúng, nói đúng. Không phải đâu, cái đó là lưỡi kiếm rất là nhiệm màu để dịch trừ cái nghiệp, dịch trừ phiền não, dịch trừ cái vô minh. Tại vì hễ có chánh kiến thì làm sao có vô minh. Vợ chết thì chết, buồn thì buồn, biết mình buồn nhưng mà không có dính mắc. Biết là cái lẽ buồn là đương nhiên. Ở trong nhà hai người sống với nhau mấy chục năm mà tự nhiên cái lỗ hổng á, đi ra đi vô thì làm sao cái tâm mà không có thương nhớ. Cái buồn là đương nhiên. Cho nên khi hiểu được thì không có rây rứt, vô minh. Kiếm trí tuệ diệt trừ vô minh. Biết đó là lẽ thường, cho nên cái tâm nó không khởi lên cái sự tác ý khao khát. Không có nói kiếp sau anh phải gặp em nữa, quên đi, xong rồi. Quý vị còn nhớ câu chuyện của Hòa Thượng Chí Công vào thời Lương Võ Đế. Ngài vào một cái đám cưới, ngài thấy cái cô dâu là bà nội của chú rể. Ngài đã chứng đắc rồi, ngài thấy. Tại sao? Tại vì cái bà nội này á, cái đứa bé đó là lúc nó mồ côi, bà nội đem về nuôi, bà thương nó lắm, nấu cho nó ăn. Tới lúc nó lớn rồi bà chết, trước khi chết bà thương, bà nói tội nghiệp thằng nhỏ không biết ai chăm sóc cho nó, cơm nước cho nó. Chính vì cái khao khát chăm sóc đứa nhỏ, cái khao khát, cái desire, cái động lực, bà
chết rồi bà đầu thai làm cô bé khác quay trở lại làm cô dâu, lấy cái đứa cháu để tiếp tục cơm nước cho mình. Quý vị thấy cái tác ý nó mạnh vậy? Chỉ cần tác ý trước khi chết, cháu mình không biết ai chăm sóc nấu cơm nữa. Tại sao có cái tác ý đó? Tại vì hàng ngày đều nấu cơm cho nó. Nó là tạp khí. Tác ý hành lặp đi lặp lại. Nó trở thành cái tạp khí. Cái tạp khí đó nó đẩy người hành giả vào cái chỗ đó thôi. Quý vị thấy không? Cho nên trong cái chánh kiến mà nếu dính tới 6 cái này là quý vị kẹt. Kể cả cái nghi nữa. Nghi nó cũng có đối tượng, cũng có phát sinh ra ngã. Trong bài kinh Mahabhat Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh có nói thêm một câu như thế này: viễn ly điên đảo vọng tưởng, cứu cánh niết bàn. Viễn ly điên đảo vọng tưởng, tại vì khi có tác ý thì chúng ta biết rồi, sắc thức tâm cảm thọ, cho nên kết cấu lại thành ra tưởng. Mà trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, Đức Thế Tôn nói rất rõ, cũng vì cái tưởng này mà chúng sanh 12 loài, từ loài trứng, loài thai sanh, noãn sanh đều có từ cái tưởng này mà. Tưởng sau này chừng có thể chừng 5-6 bài nữa chúng ta sẽ đi tới cái giai đoạn khi tưởng phát triển ở trong tâm thức của người hành giả trước khi chết, mà thường thường người ta gọi là cần thử nghiệm. Thực sự đó nó chẳng có gì cần thử nghiệm nữa, nó phải tự nhiên trên trời rớt xuống gọi là cần thử nghiệm. Đức Thế Tôn đã dạy rất rõ cho ngài A Nan trong cái kinh Nikaya: cây sống lúc nó nghiêng về hướng nào thì cái chết đổ về hướng đó. Cho nên nó cũng chẳng có gì gọi là cần thử nghiệm. Nó có hai loại: thô và tế. Nếu nó thô thì thấy rõ, nó vi tế thì không thấy rõ. Thì tới lúc chết cái vi tế đó nó bùng lên, nó quá mạnh, nó phát hiện ra, nó bùng ra, thì người ta nói là cận tử nghiệp, là từ ở đâu nó rớt xuống, nó không có đâu. Cũng như thế, Đức Thế Tôn dạy cho ngài A Nan nói rất rõ. Bằng cái thí dụ hồi nãy chúng tôi nói với quý vị, nếu người nông dân bón phân tưới nước cây hạt giống, rồi khi nó nảy mầm rồi bảo với đứng ở trên bờ ruộng nói cái hạt giống này nhà đừng có nảy mầm, nó cũng đâu có nghe, nó vẫn mọc nảy mầm, tại mình bón phân tưới nước chăm sóc nó đầy đủ. Tới cái lúc nào đó không muốn nữa nói thôi nha, đừng có nảy mầm nha, nó vẫn nảy mầm. Cũng như thế, Đức Thế Tôn nói lấy cái ví dụ đó. Người cả đời làm thiện, ý thiện, thân thiện, ngữ thiện, thân khẩu ý đều thiện. Chắc chắn muốn hay không muốn cũng sanh thiên. Chẳng cần thầy cầu cũng sanh thiên. Không thích sanh thiên cũng sanh thiên. Cây lúc sống nghiêng về hướng nào thì cái chết đổ về hướng đó. Cho nên nếu quý vị tu mà giữ được ba nghiệp thôi, thân khẩu ý, thân tình, chắc chắn sanh thiên. Không có cần phải lo. Từ từ chúng ta sẽ đi sâu hơn để chúng ta hiểu giữ ba nghiệp như thế nào. Đơn giản quá phải không?
ba nghiệp thân khẩu ý. Dễ. Mà Đức Phật Thế Tôn đã dạy rất rõ. Hễ ý thiện, ngữ thiện, thân thiện, chắc chắn sanh thiện. Mà Đức Phật chưa hề bao giờ hư dối, Ngài nói rất rõ. Mà nếu mình nghi ngờ thì mình rất nghi. Sáu thứ này cản trở cái chánh kiến. Kiêu mạn này cũng có thô có tế à. Gặp ai cũng nói A-di-đà Phật, tôi tôn kính Ngài. Chưa chắc đã là dẹp cái ngã đâu. Bây giờ nếu mình nói như vậy mà có người lại nói chị tu hành thấy đạo đức quá, tự nhiên cái tâm của mình nó hoan hỷ, cái lỗ mũi bắt đầu nó phồng phồng ra thì coi như là đi bức rồi phải không? Vướng vào sắc thinh hương vị, bị xúc. Khiêm cung để mong rằng người ta thấy mình là người tu đàng hoàng, khiêm cung để mong rằng là người ta sẽ đưa mình lên, người ta khen mình, thì tất cả đều là có cái ý. Có ý thì nghiệp. Thấy chứ nào? Không dễ dàng. Không dễ dàng. Bởi thế cho nên các ngài đại đệ tử của Đức Thế Tôn, các ngài có làm gì đâu. Có cái bình bát đi khất thực, ba y xong rồi cái quăng. Ngủ thì ngủ trong hang, trong hang đá. Ngài Xá Lợi Phất ngủ trong cái hang đá, hành trì đó. Không của cải gì hết, thì nó mới không có tham. Bỏ hết rồi mà không có cái gì hết cả, thân cũng không có nữa. Đức Thế Tôn dạy này, các hiền giả hãy quán chiếu như thế này, thế này, thế này. Quán thân bất tịnh, quán thân không có, ngã cũng không. Thì từ quán cái chỗ đó mà là chứng đắc. Ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm 25 vị đã chứng đắc A-la-hán. Đức Thế Tôn hỏi bằng cách nào các ông chứng đắc? Thì nó nhờ Đức Thế Tôn dạy cho con quán chiếu. Mà Đức Thế Tôn rất là diệu dụng, Ngài biết cái người đó quán như vậy thì mới thành tựu. Ngài nói hãy quán như thế này, rồi người đó nghe lời, tức là không nghi. Nghe Đức Phật dạy cứ thế mà, cho nên thành tựu. Thế 25 vị chứng đắc A-la-hán ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, Đức Thế Tôn nói thế 25 đó, tại sao có một số 25? 3 lần 6 bằng 18 cộng với 7 bằng 25. 3 lần 6 này là lục căn, lục trần, lục thức. 7 này là thất đại. 18 cộng 7 là 20, 25. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là bằng cửa nào các vị cũng vào đạo hết. Theo con mắt, cái mũi, cái tai. Đó. Đều vào, đều vào đạo. Rồi, tới đây thêm nữa thì chắc lại hoang mang. Có câu hỏi gì không? Xin thầy giải thích thất đại. Thất đại hả? Người ta nói tứ đại đất nước gió lửa, nhưng mà thất đại nó thêm ba cái nữa thôi. Mà tại sao lấy 18 cộng cho 7 ra? Ủa? Ủa tại sao mà 18 cộng 7 không phải 25 à? Dạ không, mà tại sao lấy số 25 này là 25 đệ tử của Phật, cái lúc đầu 25 này là ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, khi Đức Thế Tôn hỏi 25 vị đại đệ tử bằng cách nào các ông chứng A-la-hán. Ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm thì Đức Thế Tôn hỏi bằng cách nào các ông chứng A-la-hán, kể cho ta nghe đi. Thế từng ngày phải lên trình với Đức Thế Tôn, nói bằng cách này con chứng A-la-hán. Thí dụ Ngài Hương Nghiêm, Ngài nói bạch Đức Thế Tôn, con chuyên môn quán về cái mùi. Một bữa nọ con ngửi thấy mùi hương trầm, con quán chiếu liền lập tức, con quán chiếu rằng cái mùi hương trầm này từ đâu, có phải từ gỗ sinh ra không, có phải từ khói sinh ra không, có phải từ lửa sinh ra không, có phải từ không khí sinh ra không, có phải vì người đốt sinh ra không, hay là vì cái lỗ mũi sinh ra.
Và khi con quán chiếu sâu xa rồi, con thấy rỗng tích. Con biết nó để vì nhân duyên. Đủ duyên thì có mùi trầm. Chẻ cây gỗ trầm ra không có mùi trầm. Đốt lên thì nó mới có. Mà cái mùi đó nó bay vào mũi thì mới thấy. Nếu gió thổi đi thì không ngửi nữa. Cho nên nó đủ duyên thì mới có cái mùi trầm. Mới thấy, mới cảm nhận được cái mùi trầm. Và vì con quán chiếu được như vậy, con hiểu được cái lý nhân duyên. Cái điều quan trọng là con hiểu được lý nhân duyên. Chứ không phải là con hiểu được cái mùi trầm. Nương vào cái đó mà Đức Thế Tôn dạy hãy quán chiếu như thế. Con nay quán chiếu cho nên con hiểu được lý nhân duyên. Mà con hiểu được lý nhân duyên thì tức là con thấy pháp. Đức Thế Tôn đã dạy trong Kinh Nikaya, kẻ nào hiểu được lý nhân duyên là cái đó thấy pháp. Kẻ nào thấy pháp là cái đó thấy Phật. Đức Thế Tôn khẳng định rất rõ ràng. Kẻ nào hiểu được lý nhân duyên thì kẻ đó thấy pháp. Kẻ nào thấy pháp thì kẻ đó thấy Phật. Đức Phật nói như mở bàn tay. Mình làm hay không chuyện mình. Ngài Hương Nghiêm nhờ quán chiếu vào cái mùi hương trầm, hiểu được cái lý nhân duyên. Và khi hiểu được lý nhân duyên tức là thấy pháp, thấy rằng các pháp tự tánh đó vốn là thanh tịnh, tâm tạo pháp, pháp là hư không. Cho nên Ngài chứng A-la-hán. A-la-hán là một quả vị đứng bước vào quả Phật chứ có gì đâu. Rõ chưa? Hỏi tiếp. Khoan nói chuyện tốt xấu. Nói tác ý tức là nghiệp. Nghiệp là sanh tử thôi. Một là nghiệp dẫn chúng sanh trong sanh tử luân hồi. Hai là các chư Phật thị hiện vào trong cái cõi ta bà này để độ chúng sanh mà không bị nghiệp chi phối. Tại vì các ngài không hề có tác ý. Các ngài không vì chúng sanh. Đồng thể đại bi mà vô duyên đại từ mà. Đồng thể đại từ mà vô duyên đại bi mà. Làm gì có chúng sanh đâu. Chúng sanh là như huyễn cho tập chủng duyên sanh nó đâu có thật đâu. Chúng ta đều thấy duyên sanh nè. Mới tạo ra hình dáng như thế này. Có chồng có vợ rồi đi tu như thế này là duyên sanh. Kể cả tới đây cũng là duyên sanh. Có mặt ở đây cũng là duyên sanh. Chúng ta học chúng ta biết rồi. Cái này có thật không? Nếu mà nói có thật hả? Tối nay nó động đất nó sập xuống cái chùa này còn không? Mà tự đợi tới lúc động đất thì đã muộn rồi. Ngay người hành giả quán chiếu thì tất cả biết đây chỉ là năng lượng. Gạch ngói này chỉ là 121 cái nguyên tử mà thôi. Tự tánh của gạch ngói này vốn là không. Ưa thích thì vẽ kiểu như thế này thôi. Ưa thích thì đặt cái tên là Minh Đăng Quang thôi, thiền viện. Mai không ưa nữa đặt tên khác, tâm tức sắc. Rõ chưa? Vậy thầy, mô phần. Nhắc cho con cái số 7, 18 có phải là lục căn, lục trần, lục thất không ạ? 7 là thất đại. Thất đại. Thất đại. Người ta nói tứ đại, nhưng mà bên Tàu nó có thêm 3 cái nữa là thất đại. Muốn thì lật kinh Thủ Lăng Nghiêm ra xem thì sẽ rõ. Hỏi sư giác niệm này thất đại là gì sư chỉ cho. Thất đại là gì sư giác niệm. Thất đại. Thất nước gió lửa còn gì nữa không? Không. 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 Thế nè, có sư cô nữa. Sư giác niệm nói. Sư giác niệm nói cho Vô Tâm Tịnh nghe. A Di Đà Phật, hoan hỷ, từ bi, bố thí pháp. Đất nước. Này tớ phiên sư. Gió lửa.
Không khí á thầy, không khí á thầy. Sư đáp mẹ, please. Có sư cô nữa nè. 1, 2, 3, 4, còn 3 cái. Đệ tử này từng thông ra. Cô mới cho biết là đệ tử ngài từng tâm. Bạch thầy, con còn có một cái này nữa mà con hỏi để mà quý vị nghe chứ quý vị đừng có chấp. Ai mà cười đó người đó xuống răng á. Thầy, cái cảnh tự nghiệp đó thầy bảo không có sợ. Nếu mà cái cây nó về hướng nào thì nó sẽ ngã về hướng đó. Cận tự nghiệp người tốt thì sẽ có những cái chuyện tốt đưa tới, mà khi mà sắp chết thì cũng như vậy. Nhưng mà sao con đọc thì con thấy có nhà sư mà xăm soi cái bụi mía đó, để đến nỗi ham cái khúc mía nó mập mạnh mà về sau biến thành cái con trùng, con sâu mía. Rồi cái thứ nhì chuyện nữa, cái chuyện nữa là vua A Xà Thế đó, thì nói là Phật nói là ông đó đã theo ta học đạo bao nhiêu lâu rồi đó, ông đó sẽ được có được quả Phật. Thì con không biết là bao giờ ông sẽ được, tại ngàn muôn ức kiếp ông sẽ học tiếp. Nhưng mà đến ông đã biết đạo, mà cái cận tử nghiệp của ông á, ông nằm ông mới ngáp ngáp, mà người hầu cận á buồn ngủ đụng cái quạt vô ông, ông mới giận quá ông biến thành con rắn. Như vậy là cái cận tử nghiệp đó nó có nó có xuất hiện, nhưng mà cái nghiệp lành của cái người đó thì in a short time á, là ông biến thành con rắn hay biến thành con côn trùng, nhưng mà cuối cùng ông sẽ trở về là cái cây tốt ấy, thì nó sẽ ngã về cái hướng tốt. Thưa thầy, có phải như vậy hay không? Cái này nó hết mực rồi. Có lẽ vậy cho nên không không nói được. Đây là quá khứ nha. Đây là hiện tại nha. Đây là tương lai nha. Quá khứ là nhỏ nha, hiện tại là đang sống nha, tương lai là chết nha. Quá khứ là thời mình còn nhỏ, thí dụ đi, cho nó dễ hiểu. Hiện tại là mình đang sống ở đây, tương lai là lúc chết. Mình nói cận tử nghiệp tức là cái gì đó nó tác động ở trong cái tương lai ngay cái chỗ chết này chứ gì. Nó phát sinh ở đâu có. Trời xuống rồi. Đức Phật nói sai. Phật nói làm sao? Vạn pháp do duyên sanh, không nhân thì không quả. Tức là những cái gì mình tích lũy ở nghiệp ở đây này, tới đây, cái nghiệp nó có hai loại, thô và tế.
cả đều từ nơi tác ý. Khi nó đã kết tụ ở vào cái điểm này rồi, đâu có sửa được, nó trở thành tạp khí rồi. Dòng họ Thích Ca đó bị vua Lưu Ly đem quân tới giết, tàn sát. Đức Phật ba lần cản, tới lần thứ ba ngài không cản nữa, ngài biết nó đổ ra đây này. Tự nhiên ra vậy à? Rất cần thử nghiệp đó. Tự nhiên nảy sinh cái tàn sát à? Nguyên cả cái làng á, vét cái đám cá ở trong cái hồ đó, tàn sát, ăn không hết rồi làm khô, giết chóc. Cái đám cá nó đầu thai lại, nó làm vua Lưu Ly, nó quay trở lại tàn sát cái dòng họ Thích. Ngài Mục Kiền Liên đó, bỏ mấy trăm người vào trong cái bình bát bay lên, cũng chết. Như vậy cái mà gọi là cần tử nghiệp ở vào cái chỗ này nó nảy xa, nảy sinh như vậy là tự nhiên nó rớt xuống à. Nhân quả à. Nó tiềm tàng ở trong cái tiềm thức của chúng ta mà chúng ta không biết. Chúng ta tạo nghiệp mà chúng ta không biết, nó rất là vi tế. Khi nó trổ ra, trái nó chín rồi, nó ủa tự nhiên nó có trái chín rồi. Hồi nãy chúng tôi đã nói cái thí dụ cái làm ruộng đó. Bỏ hạt giống xuống, bón phân tưới nước, tức là tạo duyên để cho cái nhân nó thành quả. Tạo nghiệp xong rồi cái đứng ở trên bờ đó. Này, đừng có trổ mầm nha. Được không? Không. Khi đã có tác ý, đã có hành lập đi lập lại, rồi nói đừng có tạo nghiệp nha. Sao được? Dứt ý, không hành, hoặc là hành mà không ý, không giống tự tại. Để có tạo ý là có tạo nghiệp. Nó là rất là vi tế. Nhưng mà khi nó đã trổ rồi thì có cái người mà đập vào đầu ổng hay không đập vào đầu ổng thì ổng cũng chịu vậy thôi à. Đập vào chẳng qua là cái duyên nó tác động thôi. Nó có những cái nhỏ nhỏ ở trước này này. Những cái duyên nó tác động để sinh ra như vậy. Nếu quán chiếu ngược trở lại, Đức Thế Tôn đó, thường thường cái phép của quán chiếu của ngài, ngài quán xuôi rồi ngài quán ngược, cũng như thập nhị nhân duyên quán xuôi tới sanh tử rồi quán ngược trở lại từ sanh tử, ngài nói là vô minh. Cái này cũng vậy, quán xuống thì tới như thế này, từ cái tạo nghiệp nhân quả vân 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 tới đây, chứ làm gì có gì tự nhiên. Tận tử nghiệp nói là tự nhiên tới giờ chết cho nên nó phát sinh. Ở đâu phát sinh? Đức Thế Tôn nói vạn pháp do duyên sanh, phàm mọi việc trên đời xảy ra đều có nhân duyên. Đức Phật nói vậy mà quả thật chúng ta thấy không có việc gì mà nó không có nhân duyên tự nhiên à? Có, không bao giờ có gì tự nhiên nữa. Tôi muốn tới đây là tại vì Phật tử thỉnh là có nhân duyên. Rồi tôi mua vé máy bay, tôi bay tới đây là cũng có nhân duyên. Rồi tại vì năm ngoái tôi gặp sư giác niệm, tôi mến sư, cho nên tôi nói thôi tôi tới đây để tôi độ cái chùa này, cũng là đều có nhân duyên. Tất cả là đều có tác ý. Khoa nói chuyện ý thiện ý ác, vì nó có tác ý là có nghiệp. Rồi quý vị cũng vậy, quý vị nghe là khởi tâm tham pháp, tác ý, cho nên hành. Đến đây ngồi nghe, nghe xong á, lặp lại ngày nào cũng đến nghe, thì lại tạo quân tập, tạp khí, tạo thêm nghiệp. Dẫu là nghiệp thiện đi cũng là nghiệp. Không? Mà cứ tạo như vậy, rồi tới khi chết rồi nói là tự nhiên nó cần thử nghiệm, làm gì có cần thử nghiệm. Chúng tôi đã có nhiều kinh nghiệm, có nhiều người nói cần thử nghiệm phải trở thành minh tâm, chết không được cứ ngáp ngáp, tại vì hàng ngày giảng quen rồi, tới cái lúc chết nó không đi được, kêu mấy đứa con nó kêu thầy minh tâm tới, có nhiều khi cách xa cả một đại dương thầy minh tâm cũng phải đi lên máy bay một cái nải tới rồi hỏi ủa chưa đi sao, nắm tay cái
Nên Nam Mô A Di Đà Bà Tỳ mới nửa chừng cái đi mất tiêu. Tại sao vậy? Vẫn còn cái ái này. Ái pháp rất là vi tế, nghe ưa thích. Cho nên cái ái này nó nằm sâu ở trong cái tiềm thức. Cho nên chết chưa được, chờ đúng cái sư minh tâm nó tới, nắm tay tụng cho một cái nói đời là vô thường, luyến tiếc cái gì nữa, đi đi. Quấn vào tay một cái thì tự nhiên đột bừng tỉnh nó đi. Khi biết rằng chính vì ái tạo nên vô minh, cho nên cái động lực khao khát, kể cả khao khát muốn gặp lại cái ông thầy cũ của mình trước khi mình mất, 5-6 ngày không chịu đi. Thế thì nói chết là ai quyết định đây? Nếu mà nói là cái chết có số, tại sao chết thì chết phức đi cho rồi, chờ ông sư minh tâm chứ. Thấy chứ nào, còn có cái động lực khao khát muốn gặp lại một người thầy chia giả từng hay cái gì đó không cần biết, nhưng mà nó có cái động lực. Cái đó là cái gì? Cái ý, cái hành này lập đi lập lại này, tập khí. Khi tới khai thì hiểu được rồi, phủi một cái đi luôn. Quý vị sống hàng ngày, quý vị không thấy được tập khí nổi đâu. Ăn, uống, đi, đứng đều là tập khí hết. Mình lập đi lập lại mình không biết. Kể cả lên Phật cũng tập khí nữa. Quen, hãy thấy tượng Phật là lại Phật. Thắp nhang lên là lại Phật. Nghe tiếng chuông là lại Phật. Hồi xưa tổ thứ tư cũng vậy. Tổ thứ tư là chứng đắc A-la-hán rồi. Ngài giảng này, đại chúng đều nghe hết. Tự nhiên đó, bữa nào chúng nó bỏ hết, không ai thèm tới nghe ngài. Cái ngài ngồi thiền định, ngài quán chiếu, ngài thấy thì ra ma ba tuần nó đi, nó dùng mấy người khác nó đấy. Đi karaoke, đi chơi chỗ khác, đi casino đi, đừng có nghe ông sư đó. Ngài quán chiếu, ngài thấy. Ngài mới kêu cái con ma đó, ngài dụ nó lại. Ngài nói thôi, ta có cái đồ quý này, ta tặng ngươi, một sông chuỗi. Nó thấy đồ trang sức đẹp, nó đeo vô cổ, tự nhiên nó biến thành ra đầu lâu xương hôi thối, nó chịu nổi mà nó gỡ ra không được. Nó bay lên cung trời gặp sư phụ nó, nói sư phụ gỡ giùm. Sư phụ nói cái này chịu thua, con Phật mà nó gắn vô mày phải đi kiếm con Phật gỡ. Thì xuống nó lại ngài tứ tổ nói ta cũng gỡ cho người được, chỉ có một cách là tự người gỡ. Nó hỏi làm gì gỡ được, nó quy tam bảo. Quy tam bảo tự nhiên gỡ. Nó quỳ xuống, ông làm lễ, ngài làm lễ, quy tâm bảo cho nó, cái đó rụng ra hết. Nó nhớ ơn, nó mới nói thôi, kể từ nay ngài muốn gì con giúp ngài. Nó ta chẳng cần gì hết, nhưng mà ta sanh ra không trong thời Đức Phật, ta ao ước gặp Đức Phật. Nhà ngươi đã, hồi đó nhà ngươi là con ma, nhà ngươi thấy rồi, giờ nhà ngươi thị hiện cho nó coi. Nó được, con làm được chuyện đó dễ, nhưng mà ngài không được đảnh lễ, thì đó là ma. Ngài nói, nó giỡn mà tao là tổ mà tao mới đi lạy vớ vẩn vậy. Nói, rồi, nó vô trong rừng một hồi đi ra, thấy có Đức Thế Tôn mà một đoàn 1.200 năm vị. Hào quang sáng chói rực rỡ tướng đi hoài nghi. Tự nhiên tổ quỳ xuống đảnh lễ. Nó nói, trời ơi con biến mất liền. Nó nói, con đã nói ngài là không được đảnh lễ, tại sao ngài đảnh lễ? Cái đó làm sao là tổ mà dính vào trong đó, tạp khí. Tổ có cái tâm cung kính đối với Phật, lúc nào cũng ở trong tâm. Này, ý hành lập đi lập lại. Cho nên vừa mới thấy bóng dáng là lập tức lại xuống. Mặc dù trước đó mới mấy phút nó nói tổ không được lại đi, cái đó còn hóa ra thôi. Mà tổ nghe rõ ràng và tổ còn cự nó nữa. Sao mà đi lại à? Ảo ảnh. Mày vô mày làm đi. Vô trong đường ra thấy hào quang quỳ xuống lại. Tạp khí nó là tạp khí tiếp tục tái sinh nữa. Trong những cái hành động của chúng ta hàng sau hàng ngày, ăn uống ngủ nghỉ đều là tập khí. Quân tập mà không biết sinh tử luân hồi là chỗ đó. Rồi cuối cùng nó tới cái chỗ này đó, nói là cận tử nghiệp đâu. Đức Thế Tôn nó dạy rất rõ như bàn tay mở, cái gì làm thì tới đây nó gặp, cây nghiêng về hướng nào thì cái chết đổ về hướng đó. Đâu có cái gì tự nhiên.
Đức Phật đã nói trong Kinh Nikaya, phàm mọi việc trên đời xảy ra đều có nhân duyên, duyên sanh duyên diệt. Cho nên khi là bây giờ quý vị hiểu được sanh tử là gì rồi, là do duyên sanh, duyên kết lại thì sanh, mà duyên rã ra thì tử. Có gọi là sanh tử đâu, chẳng qua quy ước của thế gian nó gọi vậy thôi. Cho nên khi hiểu được rồi, thông dong tự tại, kể cả cái nỗi buồn của mình khi vợ chết nữa, cũng hiểu đó là duyên sanh. Tại vì có vợ chết mới buồn. Hiểu nó là duyên sanh rồi thì nó như quên, có thật đâu. Thời gian nó cũng sẽ quên, 3 ngày, 5 ngày cũng sẽ quên. Phải không? Rồi, có ai câu hỏi gì nữa không? Rồi. Ở đây cũng có vậy. Có chứ. Sao nó không có lợi? Bây giờ ví dụ như cái cây này không? Nếu nó nghiêng như vậy á thì đỡ nổi không? Vô phương. Tức là nghiệp nó quá nặng. Giống như cục đá rớt xuống dưới giếng. Chư tăng đứng cầu cũng không, không lên. Đức Phật nói rõ ràng với Ngài A Nan, cục đá rớt dưới giếng thì chư tăng có cầu cũng không, không lên. Chứ đừng có nói là cái ban hộ niệm. Chư tăng cầu còn không lên, thánh tăng cầu còn không lên, thì những cái vị hộ niệm nó vứt đi. Nghiệp ác suốt đời nó tạo, cái cây nó nghiêng như thế này thì nó phải đổ hướng này thôi. Nhưng mà có những cái cây á, chỉ hơi nhích chút xíu này thôi. Tức là cái nghiệp nó tạo ít, mà nghiệp thiện nó tạo nhiều. Thì khi cái ban hộ niệm tới á, thì cái thần thức nó còn ở đó, nó nghe. Cái thần thức của người đó nó phải giao duyên với cái người sống người chết. Nếu không có quan hệ với nhau vô phương, đừng có nói cái người xa lạ tới nói nó không nghe đâu. Người xa lạ tới thì sao nghe được. Hộ niệm thì hộ niệm, tụng kinh thì tụng kinh, nhưng mà nhè cái người mà chết nó đang nằm ở đó, đó, cái thần thức nó ra, chưa hề bao giờ nó tới chùa, chưa hề bao giờ nó tụng kinh. Nó nói bye bye với bà tụng kinh giỏm, tôi không nghe, thì làm gì nó. Đức Phật đâu độ được bà già giữa chợ. Nói nè, tôi, quý vị biết rồi, Đức Phật không độ được bà già giữa chợ. Sống còn nói nó không nghe thì làm sao chết nó nghe. Vô phương. Nhưng mà cái cây nó mới nghiêng chút chút, nhưng mà nó thường thường đi chùa. Rồi thường thường nó lại giao dịch với cái chị Tâm Tịnh này. Rồi cái bữa đó chị Tâm Tịnh tới gõ chuông đó, nó nhớ tới, ờ cái chị này thường ngày mình đi, rồi chị nói mình nhiều điều hay, có cái sự cảm mến. Cho nên khi chị khuyên nó, chị nói thôi đi về cõi cực lạc đi, đừng có ở đây, đừng có luyến tiếc gì nữa. Nó nghe cái tiếng đó, và vì có cái tình cảm lúc sống, cho nên nó nghe nó đi. Nếu không có sự quan hệ, không có duyên thì không độ được nhau. Đức Phật nói rất rõ, đạo Phật không thể độ được người vô duyên. Tức là giữa người sống và cái ban hộ niệm phải có biết nhau. Còn nếu không có thì cái người nào mà hộ trì ta, hộ niệm mà có lợi lạc cho cái người chết. Quý vị biết không? Con cái trong nhà, hàng ngày nó gặp nhau, hàng ngày nó yêu thương, nó nói mẹ ơi, đời là vô thường, con lo được thân con mẹ, đi đi. Nó nói, mẹ nó nghe, không ai nghe. Nó phải có sự liên hệ, đạo Phật không thể độ được người vô duyên, nếu không có duyên thì không độ được nhau. Cho nên chúng tôi phải lặn lội từ xa tới đây để giao duyên với quý vị. Để nếu kiếp này chúng ta không độ được nhau thì kiếp sau cũng có cái duyên để độ. Rồi quý vị cũng phải cúng dường, mà chúng tôi cũng phải nhận, mặc dù chúng tôi không ưa thích. Chúng tôi nhận, nhiều khi nhận là chúng tôi bỏ vào trong thùng phước sương, nhưng mà chúng tôi vẫn phải nhận. Tại vì Phật nói nếu không có duyên thì không độ được nhau. Rồi quý vị cũng phải tới chùa, quý vị cũng phải ăn để cho chùa với quý vị có duyên. Và có duyên thì chùa mới độ được quý vị. Cho nên cho hồi nãy tôi nói tại sao có cái ông ông chết mà ông cứ ngấp ngáp hoài mấy ngày phải chờ tôi đi tới, tôi gõ vào tay ông, lấy cái cây đập vào tay ông, nói ông khùng mà vừa thôi, đi đi, quát lên tiếng vậy, ông đi, vui vẻ cười đi. Nhiều người nhà ngạc nhiên, nói ông thầy này sao mà ông tới ông la, bố tôi sắp chết mà ông la mà ông lại cười. Người ta như vậy, nó phải có cái duyên, thế nào, không duyên không độ được. Bây giờ cái ban hộ niệm cho có tụng kinh có giỏi trong mấy nữa, cái máy cassette nó tụng còn giỏi hơn cái ban hộ niệm. Máy cassette có làm cho người chết siêu không? Không.
Cho nên cái ban hộ niệm nếu không có duyên với người chết vô phương. Mà nếu cái nghiệp của người ta quá nặng, nó nghiêng như thế này cũng không chuyển được, chư tăng đến còn không dựng nó lên được, chứ đừng có nói là cái ban hộ niệm. Nhưng mà có lợi, lợi là sao? Biết đâu trong cái này á, cái người chết á, nó mới nhích nhích chút xíu à, còn gỡ được. Thứ nhì, biết đâu trong số những người hộ niệm có cái mối quan hệ tốt đối với cái người người chết. Thứ ba nữa, không lợi đâu về nói cái chuyện chết, mà sống trước mắt là có lợi. Tới hộ niệm ở gia đình á, là biết nhân quả rồi, không dám làm, không dám làm sai. Thì trước hết mình độ người sống đó. Có một người chết nhưng mà nó có con cái, nó cả chục người, nó độ cả chục người sống. Cho nên cái ban hộ niệm, cái vị sư mà dẫn ban hộ niệm đi, quan trọng là khai thị. Đứng trước quan tài á, gặp sư này, sư đứng trước quan tài, sư nói, à, ông này, bà này, ha, ngày hôm nay ông bà đi, à, duyên trần đến đây là hết, ông bà đến đây vì duyên, duyên sanh duyên diệt. À, những cái gì tạo ra nghiệp, à, nghiệp chướng tội lỗi đầy dẫy thì nay cố gắng nên sám hối thì mới quay về được với Phật. Con cái nó cũng phải sám hối để nó hồi hướng công đức cho bố mẹ. Nghe nói sám hối rồi mà bố mẹ đi được về cực lạc, nó mừng quá, nó sám hối hết. Thì đó là mình gieo duyên để cho nó tu với mình gì nữa. Một người chết mà có 10 người đi theo Phật thì tốt quá chưa. Cho nên nếu không khai thị thì công cuộc nó vứt đi, không biết lợi gì hết. Tới tụng kinh nó siêu đi, cây nghiêng lúc này, đổ đó. Nếu người đó làm thiện, bảo đảm sanh thiên, không cần chư tăng tới tụng. Phật đã nói như vậy mà. Tại sao lại nghi Phật? Có nhiều vị tới chùa đấy, con cũng dường cho chùa 5.000, thầy cho con cái bằng bán khen, thế được, muốn cỡ bao nhiêu lớn. Tâm còn dính mắt, nhưng mà cũng có người lại đấy, mà xã còn khó lắm này, con không chấp, nhưng mà con lấy tiền ở nhà ra mà hỏi làm gì, thầy cho con được không sao, ta hiểu rồi, ta kêu khắc bản đồng, mày đưa 5.000 không, ta khắc cái bản đồng hết 100 đô, khắc cái bản đồng kể công đức, nó đem về được vợ mừng lắm, dán ngay trước cửa. Vợ đông cằn nhằn là gia đình hạnh phúc cái gì, mà nếu vợ nó không cằn nhằn, tức là nó khởi tâm thiện, thì cái đó có công đức phước đức phải không? Có sao đâu, thế gian pháp mà. Thế gian pháp tức là Phật pháp. Từ đó nó gieo duyên rồi nó mới vào chùa, mình mới độ. Chứ đừng có nệ hà, nó nói ờ, à, nó cho, rồi nó kể mặc kệ, lúc đầu nó kể rồi có sao đâu. Miễn là dẫn nó vào. Chùa chúng tôi cũng vậy, có một ông mấy đứa con nó nói thầy độ giùm bố con. Ông ghét chùa lắm. Nói được, ông thích cái gì? Thích tiền. Lại đây nè, ông kêu ông lên đấy. Tôi lúc này tôi bận trời quá đất, mỗi ngày tôi phải tụng kinh Pháp Hoa mà tôi tụng cho Phật nghe mà tôi không có tụng được. Bây giờ tôi nhờ ông tụng, tôi trả tiền, cứ mỗi bộ kinh tôi trả 200 đô. Ông đồng ý ông tụng, tụng xong đấy cái bộ thứ ba ông lãnh tiền nữa, ông đem tiền ông trả lại hết. Hỏi sao kỳ lạ vậy, tôi trả ông. Giờ con an lạc rồi, con không cần cái này nữa, cái thứ này đồ giả ông trả. Thì cái đó làm sao phương tiện, lỗi hay không lỗi, dẫn người ta vào mà. Cho nên chỗ nào có trí tuệ thì chỗ đó không có vô minh. Mà muốn có trí tuệ thì phải hiểu trí tuệ là gì, rồi hiện phải hiểu phương tiện, nó thiện xảo của trí tuệ, nó có phương tiện thiện xảo trong đó. Cho nên trong kinh Nikaya lúc nào cũng nói trung đạo và thiện xảo là hai yếu tố của người hành giả. Phải biết trung đạo không quá cực đoan, nhưng phải biết thiện xảo nữa. Mình nghĩ nha, có câu hỏi gì nữa không? Chị ơi, tao hỏi hả? Rồi, chúng ta hồi hướng. Chúng sanh vô biên.